ở mất thao kìa kìa, kìa nó thao đi kìa. Nó lỗ phổi chạy kìa, đó. Đó, mất luôn rồi, mất luôn rồi. Mất cái kìa. Qua lấy tạng không qua. Qua kìa. Cứ rồi. Bù, nó xì tim luôn. Nhỏ mẹ rồi. Đồng câu cá nướng này. Ở trong mé nó không dính cái cần của em nữa. Cần nó nhỏ xíu à, nó không dính đâu. Còn cần cái con. Cái gì lúc luôn vậy? Mất mồi luôn rồi. Đó, 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 đó. Một con lên bờ. Đó, 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 đó. Mãi lúc qua thì ào 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 ấy sao mãi lên cái đồ. Đây. Cũng được một con chứ bộ. Anh gỡ anh thả luôn hả? Hả? Đâu thả anh, cá này nướng ăn ngon lắm anh. Khó giật ghê. Làm nửa giật nữa không. À, cá này khó chịu. Dẹp cần luôn đi. Giờ bự bắt nghe. Hả? Bự bắt nhỏ bỏ xuống. Thôi cái đó được rồi, cái đó được rồi. Ăn có hết không? Hết. Để giữ không không? Em ra. Ra qua à? Rồi, gỡ ra. Cái này có sâu vô. Này đừng đem cái dĩ luôn. Cái mắt mèo ai sâu vô nó ấy không? Ngứa không? Này, thằng Nam nè, tao có đấu nhỏ ra vừa mà. Xanh liền cá gì của em à? Mấy cá đó hồi nãy em câu đầu tiên phải không? Ừ. Anh Hoàng nãy em gu luôn anh Hoàng. Đây. Rồi, mình mần nó được nhiêu đây, mổ được nhiêu đây rồi. Giờ anh em mình làm chỗ nướng cả nhà. Đó, đóng củi rồi đó. Giờ để cho mình chỉ câu đi. Đang bây giờ sao mà cái gì để cho ta? Cái gì? Đó, để chỉnh rớt xuống. Bả cái đi. Cái gì à? Để đi siêu tầm quanh vòng cho. Cây gì á, cây bắp mèo ăn nướng bà lộn. Ủa là cây nướng bắp mèo ăn hoài sao nó phải? Ngứa không? Ngứa, ngứa. Nhiều cá đây. Nồng nước cá này cả nhà. Anh em nay vừa vừa câu thì nướng. Nghe gọi đây. Có cái này có than lắm nè. Nó trừng té luôn á. Hử, ấy nè. Như này than mới đã. Anh có cái dao đó, anh gấp cái cọng dừa này nè. Thôi mà, mình chặt cái bẹ dừa đó mình kẹp luôn ta. Ừ, đúng rồi, chặt bẹ dừa đó. Đây giờ mát rồi nè, dịu xuống nè. Làm như giờ mát dịu rồi, cá ăn nhiều nè. Giờ thì tới giờ lên đó rồi mà. Châu quá trời trùng. Đưa đây. Quá trời trùng.
lọc còn nửa ký thôi. Được rồi, được rồi. Gì có cóc đem ra nữa hả? Không có mấy cây gì chọt miệng đó. Dễ hơn kẹp. Ôi, phải kẹp dễ hơn à. Bọn kia chết luôn cái gì không ta? Chết chị. Hả? À, nguyên cái hàng dừa mất rưỡi đó. Câu mới đầu câu không có cá, hai vợ chồng ngồi gần được rồi nghe cái nha. Rồi giờ thôi đừng nào mượn cho ổng đi. Chà đáng sức rồi quá. Muốn sức rồi. Chị nãy giờ câu dính nữa nè. Dính là ra miết. Chặt cây phụ hồng luôn quả. Đã chưa? Bụng tay yếu quá Nam ơi. Có là mừng rồi, nãy giờ tưởng là không có. Nó có vợ. Mấy cá gì mà sao nó không đậu vô giới mà mày? Đâu vô phải không? Không vô. Hương lắm. Đụng nó đụng lưới đi lui lại hay sao á. Không vô giới luôn mới ghê chứ. Rồi xong để cái nghe nghe cái miếng đó to không? Lại chị Phương ơi. Chính rồi đây. Chính phần nào ăn phần đó đi để hả tâm. Con miếng bị dính câu rồi. Ăn là bung bung đó mà ăn cá mà ăn ăn cần là nó khó bung lắm. Dính nữa nè. Dính hoài luôn mà bà không lại ăn cá nướng luôn rồi nè. Nãy được nhiều nướng rồi giờ còn đây nè. Dính nhiều nó ham muốn không muốn đi đâu. Ngày. Tưởng đem muối đi xong đem muối về. Ăn cá cả nhà ơi. Ăn cả nhà. Cho mà ăn mẻ sau đi. Đừng qua ở nhà nó lên mâm lên dĩa ăn dở như mắm rồi xuống đó ăn trâu bò tấu ngon lắm mày. Vậy á. Ăn măng mà ăn ăn mà ăn cái diện dày dọn ra cái đồng cái đồ ăn ngon. Ngon lắm chị Phương ơi. Cảnh cũng như miền Tây chứ cái gì đâu. Vừa không. À. Đồ đã đi. Như vậy bạn, cho ăn rồi. Là con dính cá bự, chừa cá bự cho bạn. Thôi ăn đi. Ủa có ở ở tới coi. Con cá bự nhiều rồi đó, trải cá bự luôn à. Ừ. Hai cái chỗ thôi. Thôi đã đi. Cái đóng rồi mà.
ăn đi, còn cả mớ đây nữa nè má ơi. Ăn đi cho hết. Chú ăn ngon hơn ta. Hả? Ăn ngon hơn ở nhà. Tất nhiên. Mùa đông gì cũng ngon. Mùa đông mãi gỡ ra tới xương luôn. Xương còn mút luôn ví dụ. Rồi ở nhà là đúng. Cá đó nuôi liền nó ngọt ha. Ừ, mới bắt rồi đó. Ừ, ngọt ha. Ngọt. Cứ quay cảnh nó kia cá bự hơn ở đây nè mày. Mày giật liền 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 xuống. Cái cô đồng không? Cô đồng bự bự không? Còn ngó nữa không ta? Ngó xuống đụng lặn nổ mới mới ngó. Sợ có. Đó là bữa. Có đi bên kia chắc có rồi. Đi bên kia mà mấy bữa nay nó dữ quá lạnh. Cái luôn nó ngó nè. Ngó chào anh. Ừ, nó sang á. Mỗi lần đi qua bên đó câu mà không có, có cá hay không có cá không biết cho mượn phương. Trước khi về lẳng quăng hay cặn xuống làm cho một. Mỡ. À đây hả? Kỹ. Thôi đây có đồ phi gì ăn với đồ phi nhiều đồ ăn đi. Đâu có gì đâu mà. Chính tới nhóc rồi. Đây. Đúng mất phao rồi. Phao. Phao, phao, phao kìa đó. Bây giờ ăn nè. Giờ nó cũng cậy nó luôn. Ừ. Ở mất phao kìa kìa, kìa nó phao đi kìa. Nó lỗ phổi chạy kìa, đó. Bắt luôn rồi, bắt luôn rồi. Bắt cái kìa kìa. Phao lấy tặng qua. Có rồi phải chết luôn. Bù, có xì phim luôn. Nhỏ mẹ rồi. Giờ cũng ginh cái cần đi luôn. Ủa má hay đó mắc vậy không lâu mẹ nó dưới rồi. Có nó dính con nữa rồi. Để thôi mày có thời gian rồi. Bụng nó lâu giật cái cần vậy mà nó không đóng lưỡi vô ta. Cá rau răm thì ngon hè. Sáng giờ thì không ngon. Đói quá. Giờ đói quá không biết. Giờ ăn miếng cá ngon hơn miếng thịt bò chúng nhắm nữa. Nên mình đi sáng giờ đói vậy chứ giờ ăn gì cũng ngon. Đúng không? Vô tí về sáng giờ đi. Có cái lá không? Đưa đá đây. À. Cay hả? Có hiểm cay. Cay gì mới đã. Đùa bây giờ anh em. Nè, mình hái trái dừa xuống cái chặt đâu trái dừa ra. Lấy dừa nấu luôn. Nấu canh đô răm. Thấy rồi. Em hết chỗ né rồi. Em anh thấy em dướng dướng mấy cây này hả? Tao hít hà cho mới đã. Cái này mà có bia nữa thôi á. Đó nãy bay mày hôi rồi hay đó. Vậy
ma đi bữa nữa. Biết chỗ, biết chỗ rồi. Ma là ra thẳng đây luôn. Mua bia theo. Cái đầu chỗ tao gom lại rồi, bắt đầu Phương cũng, chỗ Phương cũng gom luôn. Ừ, bỏ ra luôn rồi. Không, ăn bỏ đó luôn rồi. Thử gì chứ cái bia nó đầy. Chút kỳ hai anh em á, ở nhà đó nướng cá rau kiến đó, chạy mười mấy lít cho Vũ. Cá rau kiến. Mát. Gần mà, có 300 cây cho mày. Vừa mà vừa trái non không? Cho anh thấy cốc rồi. Ngày quá. Cốc của nhà luôn, đem theo luôn. Non ăn được à? Ừ. Má ơi, tới luôn á. Ừ. Cái nướng không dọn cốc. Đã. Má cái này cho bao nhiêu nước cho đủ á. Chùi lại cho kiến nữa Hồng ơi. Ừ. Mày cứ hết xương rồi. Mày mang xương mà kiến không chùi cho kiến luôn. Cốc non ăn đã. Cay. Thôi giờ, giờ anh em mình thu dọn đồ về cả nhà. Còn ăn nữa không chị? Cá còn ăn nữa không? Còn tù nhiều không? Hai phút rút, rút 4 giờ rút. Đây. Thịt chưa em? Bà xã là người ăn chậm nhất. Ồ, chín cá rồi kìa. Cài quá. Bà xã mình hay lên cân nữa rồi đó. Rồi chào cả nhà nha. Giờ mình thu dọn về.